Các bạn thân mến, tôi xin giới thiệu với các bạn một số tính năng mới của website hocnghetructuyen.edu.vn. Thứ nhất, về cái phần hỗ trợ học viên, thì tôi mới sửa lại một chút. Trong cái thời gian vừa qua thì xin lỗi các bạn là do cái công việc nó quá bận cho nên là tôi đã vào trả lời các bạn nó hơi muộn một chút. Và trong thời gian tới thì tôi xin khắc phục. Tôi sẽ trả lời các bạn nó sớm hơn cũng như là nó sẽ đầy đủ hơn. Tôi lấy ví dụ khi mà bạn có tên truy cập là Vũ Quang Hà 2012 như thế này chẳng hạn. Và các bạn nhập tên truy cập của bạn vào, bạn nhập mật khẩu vào. Bạn tích vào đây. Sau đó bạn đăng nhập vào. Đăng nhập thành công. Và các bạn kích vào cái phần hỗ trợ học viên 24 trên 7 này. Các bạn chú ý nhé. Kích vào hỗ trợ học viên 24 trên 7 này. Thì nó sẽ liệt kê thứ nhất ở bên trái này là các cái khóa học mà bạn đã mua ở trên trang học nghề trực tuyến.edu.vn. Thế thì các bạn muốn hỏi giáo viên, ví dụ các bạn muốn hỏi đặt câu hỏi cho tôi hoặc là các bạn có thể đặt câu hỏi cho các bạn khác thì các bạn sẽ kích vào một trong các cái giáo trình này. Ví dụ các bạn muốn hỏi về cái giáo trình điều hòa GRI này, đúng nhỉ? Thì chúng ta các bạn sẽ kích vào cái giáo trình điều hòa GRI này. Đó. Thì khi đó thì nó sẽ hiện ra cái câu hỏi ở đây. Các bạn nhé, các bạn sẽ đặt ra câu hỏi này. Tôi lấy ví dụ bạn có thể đặt câu hỏi là điều hòa GRI báo lỗi E5 chẳng hạn, ví dụ đây tôi lấy ví dụ như là do lỗi phần nào nào, xin thầy và các bạn giải đáp chẳng hạn. Sau đó các bạn gửi câu hỏi, các bạn kích vào gửi câu hỏi này thì câu hỏi của các bạn đã sẽ được liệt kê xuống. Thứ nhất là cái ô màu xanh này, toàn bộ cái trục ở giữa này là nó liệt kê toàn bộ các cái câu hỏi của bạn nhé. Và cái ô bên phải này thì nó liệt kê những cái câu hỏi của cả bạn và của cả những người khác. Đấy, đây là cái câu hỏi chung của mọi người các bạn nhé. Thế thì ở bên cái ô bên phải màu vàng này thì ai hỏi sau cùng thì nó sẽ nằm ở bên trên các bạn nhé. Bạn hỏi trước thì nó ở bên dưới. Thế còn riêng cái ô màu xanh này, cái khu vực màu xanh này thì nó dành riêng cho các câu hỏi của bạn các bạn nhé. Thì bạn hỏi đây về tôi sẽ hàng ngày tôi sẽ vào đây để tôi sẽ xem có ai hỏi không để tôi trả lời các bạn nhé. Đây là một giả sử bạn hoặc là bạn kích vào cái giáo trình sửa bo điều hòa Daikin này chẳng hạn, đúng không? Bạn đặt cho tôi một cái câu hỏi là điều hòa Daikin có cách gì để cho block cạnh mà không cần đến bo lạnh không, xin thầy và các bạn giải đáp giúp hay là chỉ giúp. Ví dụ như vậy, bạn bỏ đặt một câu hỏi như vậy, bạn gửi câu hỏi thì cái câu hỏi của các bạn nó sẽ liệt kê ở đây các bạn thấy không, các bạn đặt các câu hỏi nó liệt kê ở đây các bạn nhé, nó liệt kê đây, liệt kê đây, thì tất cả những cái khu vực ở giữa này là dành riêng cho câu hỏi của riêng bạn nhé, thì nó sẽ liệt kê, bạn có thể hỏi hàng chục câu hỏi nó sẽ liệt kê hết ở đây, thì bạn vào cái là bạn sẽ nhìn thấy câu hỏi của mình ngay là một cái. Thứ hai là cái câu hỏi của bạn nó cũng được liệt kê sang bên phải này nếu như chưa có ai hỏi, còn nếu có người khác hỏi mới hơn thì nó sẽ đặt cái câu hỏi, nó sẽ để cái câu hỏi của người mới nhất lên trên cái khu vực màu vàng này các bạn nhé. Thế thì khi mà các bạn hỏi như vậy thì hàng ngày tôi sẽ vào, tôi sẽ quan sát và tôi sẽ trả lời các bạn. Thế thì tôi sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của tôi và tôi sẽ vào đây, tôi sẽ nhìn thấy tôi cũng kích vào cái phần hỗ trợ học viên 24 trên 7 này và khi đó tôi sẽ quan sát thấy là ví dụ bạn hỏi cái câu này hạn, đây là của tôi sẽ nhìn thấy là bạn Vũ Quang Hà đúng không? Ngày 27 tháng 3
hỏi về khóa học sửa chữa bo điều hòa Gry, là điều hòa Gry lỗi E5 là lỗi phần nào, xin giải đáp. Thì giả sử tôi vào đây tôi trả lời là bạn kiểm tra mạch hồi tiếp quạt đúng nhỉ, quạt giảm lạnh, đây là tôi lấy ví dụ các bạn nhé, chứ không phải là cái lỗi E5 là của cái máy này đâu các bạn nhé. Tôi gửi câu hỏi thì các bạn sẽ nhận được câu trả lời các bạn nhé. Đây, giáo viên thầy Vĩnh trả lời là bạn hãy kiểm tra mạch hồi tiếp quạt, ví dụ như vậy. Hoặc là tôi trả lời các bạn ở bên trên này, giả sử như vậy thì tôi trả lời là bạn hãy đấu tắt chân 3 và 4 của cái chân SC1 vào nhau là block sẽ chạy mà không cần đến ho giảm lạnh. Đấy, ví dụ như vậy thì tôi sẽ gửi cho bạn cái câu trả lời này thì bạn sẽ nhận được nha. Thế thì đây tôi lại thoát ra và tôi giả sử tôi lại đăng nhập giống như của bạn có cái tài khoản lúc ban nãy là Vũ Quang Hà 2012. Thế thì sau khi mà được tôi trả lời như vậy thì bạn cũng kích vào đây hỗ trợ học viên 24 trên 7 này. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái câu hỏi của bạn và đã được tôi trả lời ở đây. Đó, tất cả những cái câu hỏi của bạn sau này, bạn hỏi hàng chục câu hỏi mà tôi trả lời thì nó nằm ở trong cái khu vực giữa này, ở cái khu vực màu xanh ở giữa này nhá. Thế còn bên phải này là dùng là cái câu hỏi chung của tất cả mọi người, thì cứ ai hỏi sau cùng thì nó ở bên trên các bạn nhé. Thế còn ngoài ra bạn ngoài bạn xem những cái câu hỏi của bạn hỏi ra thì bạn cũng có thể xem được cái câu hỏi của người khác. Đấy, thì đây là cái tính năng mới mà tôi mới hỗ trợ học viên, tôi mới sửa lại trong cái trang hỗ trợ học viên, và trong cái lời tiêu đề này thì có chào bạn Vũ Quang Hà đúng không? Thế thì rất là sorry các bạn là trong thời gian vừa qua thì do công việc của tôi quá bận cho nên là không trả lời được các bạn là một cách sớm nhất. Và trong thời gian tới thì tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc để trả lời cho các bạn sớm nhất. Thì hy vọng là các bạn sẽ trước khi các bạn hỏi thì các bạn sẽ đọc trước cái giáo trình, các bạn xem trước video đi. Thì có vướng mắc ở đâu thì các bạn hỏi thì tôi trả lời thì nó mới có ý nghĩa. Thế còn nếu mà các bạn mà hỏi một cách vu vơ thì rõ ràng cái câu trả lời của chúng tôi thì nó cũng không có ý nghĩa gì đối với cái kiến thức của các bạn cả. Thì đấy là một cái. Thứ hai là trong cái giáo trình vừa rồi thì chúng tôi có xây dựng một số những cái giáo trình TV mới, đó là TV Soli 43X 8000E, TV LG 43LH605T, Soli 43X 8300C. Thì đây là ba cái giáo trình mà tôi mới cập nhật. Đặc biệt là cái TV 43X 8300C này thì đây là một cái dòng TV 120Hz, 120Hz các bạn nhé. Và nó có hai cáp. Đấy, thì ví dụ các bạn kích vào đây. Giả sử các bạn kích vào đây mà chưa mua giáo trình này thì các bạn sẽ đồng ý mua này. Các bạn mua một cái giáo trình này có mấy trăm nghìn thôi nhưng các bạn học được. Các bạn chỉ cần sửa một ban bệnh là sẽ đủ tiền mua cái giáo trình này các bạn nhé. Các bạn đăng nhập vào. Khi mà các bạn mua một giáo trình thì nó sẽ thoát ra và các bạn sẽ đăng nhập lại. Đây thì ví dụ tôi lấy ví dụ các bạn quay lại cái giáo trình sửa chữa thiết bị điện tử, sửa chữa TV LCD LED. Các bạn kích vào đây và các bạn kích vào cái giáo trình 43X 8300C Soli. Các bạn kích vào đây thì sau khi các bạn mua giáo trình xong thì toàn bộ các bài học này nó sẽ nổi rộng như này để cho các bạn học nhé. Đặc biệt là trong cái giáo trình này thì tôi có hướng dẫn các bạn cái cách thay màn hình hai cáp về màn hình một cáp. Cái phần này nó có 3 phần. Nó có 3 phần. Tôi lấy một là cái đèn này nó đã cái màn hình pha len này nó đắt là một. Cái thứ hai là khi mà các bạn sử dụng trong quá trình các bạn sửa chữa cái tivi ngoài này, mỗi khi mà các bạn rút một cái cáp này ra này, mà các bạn quên không rút cái dây nguồn ra này, mà các bạn cắm điện là nó sẽ bị lỗi cái con chương trình là con E NC này.
và khi đó các bạn phải chạy lại phần mềm cũng rất là mất thời gian. Riêng cái đời này nó như vậy, và mỗi lần chạy phần mềm cho cái đời máy này thì các bạn thậm chí các bạn phải chờ đến cả ngày nó mới chạy xong. Điều này cho thấy là các bạn thợ rất là ngao ngán với cái đời nhé. Thế thì bây giờ hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phương pháp để chúng ta thay từ cái màn hình 2K này để trở về cái màn hình 1K, và nó đơn giản hơn trong quá trình mà chúng ta sửa chữa hay là chúng ta sử dụng, nó đơn giản hơn rất nhiều thay vì chúng ta khi mà cái màn hình nó hỏng chúng ta. Cái bài học này nó dài được khoảng 10 phút và nó có 3 phần. Như vậy là tổng 3 phần thì nó dài khoảng 30 phút. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái phần số 3. Đây chúng ta thấy là tôi đã chuyển thành 1K rồi các bạn nhé. Thì cái quá trình này tôi hướng dẫn các bạn mất được khoảng 30 phút. Sau đó chúng ta cắm cáp vào. Rồi, chúng ta cắm điện để test nha. Bật sáng mở luôn. Nó lên đèn màu trắng này các bạn nhé. Chúng ta quan sát. Ok, đây là các bạn nhé, đây là này. Các bạn thấy không ạ? Đấy thì vừa rồi là tôi đã giới thiệu ở trong cái giáo trình là KD43X Soli, KD43X 8300C là có hướng dẫn các bạn là chuyển màn hình từ 20-120Hz T-Con có 2K về màn hình có T-Con có 1K thôi. Thì cái này nó sẽ giúp cho giảm giá thành sửa chữa cho khách hàng các bạn nhé. Thế thì trong cái thời gian tới thì tôi sẽ đưa ra cái giáo trình sửa chữa về TV Samsung mà nó có hai cáp lên màn hình mà không có bo T-Con, thì làm sao để chúng ta chuyển nó về cái màn hình mà có bo T-Con, dùng một cáp và có bo T-Con thì cái giá thành nó cũng giảm đi rất nhiều so với là thay đúng cái màn hình của hãng. Và TV Sony TV LG cũng cũng tôi sẽ cũng làm một cái giáo trình như vậy các bạn nhé, thì các bạn sẽ đón xem. Thế là một các bạn, ngoài ra các bạn muốn học ở tại trung tâm thì hiện nay các bạn vào trong cái mục tuyển sinh này, trong cái mục tuyển sinh này thì các bạn sẽ thấy là chúng tôi mới có những cái lớp đào tạo chuyên sâu. Thứ nhất là cái lớp sửa chữa về TV LED phần 2 để dạy chuyên sâu về bo tín hiệu và màn hình LCD là do tôi dạy trực tiếp các bạn nhé. Cái lớp này thì tôi có kèm dạy các bạn về nguyên lý của cục đẩy âm thanh. Là trong cái phần cục đẩy âm thanh này tôi sẽ dạy cho các bạn trong vòng khoảng 3 đến 4 buổi thôi. Thế còn chủ yếu là về phần TV này các bạn nhé. Chủ yếu là tôi sẽ dạy chuyên sâu các bạn về cái bo xử lý tín hiệu và màn hình các bạn nhé. Thì cái nội dung đào tạo trong cái phần mà tôi dạy đây thì các bạn có thể xem được. Đó là chương trình TV LED phần 2 do thầy Xuân Vinh dạy này. A là bo xử lý tín hiệu này. Một là tôi nói về chức năng của bo xử lý tín hiệu là gì. Hai là phân tích sơ đồ khối tổng quát của bo xử lý tín hiệu. Và thứ ba là chúng ta sẽ nhận biết tất cả các loại IC ở trên bo tín hiệu. Các loại IC trên bo tín hiệu rồi các linh, nói tóm lại là tất cả những cái linh kiện ở trên cái bo tín hiệu này, bao gồm chúng ta tìm hiểu về chức năng của nó này, điện áp đuôi này, hiện tượng này của máy khi chúng bị hỏng này, cách nhận biết chúng trên bo thực tế này, tức là chúng ta sẽ nhận biết được tất cả các loại IC của nó ở trên cái bo tín hiệu một, ví dụ như là IC tổng này. Thứ hai là các bạn sẽ được tìm hiểu về cái nguồn, cái khối cung cấp nguồn và cái mạch điều khiển nguồn ở trên bo tín hiệu này. Một là các bạn tôi hướng dẫn các bạn cái cách xây dựng sơ đồ khối cấp nguồn tổng quát ở trên một cái tivi bất kỳ. Đấy, thì cái này là cái cực kỳ quan trọng đối với một cái bạn thợ. Một bạn thợ nào mà muốn tự lập, muốn tách ra để mở cửa hàng thì cái kỹ năng này là cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Hai là phân tích hoạt động của khối cấp nguồn. Ngoài ra chúng tôi đã sẽ tổ chức một cái lớp đặc biệt như này. Đó là cái lớp khóa học lai cấy pa-len màn hình cơ bản và nâng cao các bạn nhé. Cái khóa học này thì lớp học này nó có 3 tuần thôi. Và nội dung đào tạo của nó như sau.
Phần 1 là lai cấy Parallel cơ bản cho người mới bắt đầu. Thì cái này là các bạn mà mới đang học sửa chữa TV mà các bạn rất cần lên, các bạn lên đăng ký cái lớp này nhé. Lớp này trang bị cho các bạn toàn bộ những kiến thức về Parallel của màn hình. Đây, một là phương pháp kiểm tra xác định máy lỗi Parallel. Để các bạn làm sao để các bạn nhìn cái là các bạn biết được à máy này nó bị lỗi Parallel rồi. Hai là cách nhận biết Parallel nào thay cho TV gì. Đấy, các bạn làm sao biết được cái Parallel của ví dụ AUO là thay cho hãng nào được, đúng không? Đấy, hay là Parallel của LG thì thay được cho những hãng nào. Thứ ba là độ phân giải của màn hình HD 720, Full HD 1080 hay là 4K. Thứ tư là tín hiệu LVDS, định nghĩa thực hành phân biệt độ chuyển bộ chuyển cáp, chuyển thực hành phân biệt bộ chuyển cáp chuyển nguồn trái nguồn phải, tín hiệu VBAON, định nghĩa thực hành phân biệt độ bộ chuyển cáp chuyển, tín hiệu về nguyên lý các bộ chuyển đang có trên thị trường, hiểu để sử dụng và sửa chữa khi gặp lỗi chính do chính nó gây ra, phương pháp kiểm tra Parallel, thực hành lắp ráp bộ test pa Parallel bằng linh kiện có sẵn, phân biệt các loại tê con 2K, tê con 4K, tê con 4K line, hiện tượng và xử lý sau khi lai cấy mất ánh sáng, mất hình sáng mờ, lem màu, bóng ma. Đây, chúng ta hiện tượng và xử lý sau khi lai cấy này. Tức là nhiều khi nhiều các bạn sau khi lai cấy xong mà bị cái những cái bệnh này, các bạn không biết cách xử lý. Trong đó có hình sáng mờ này, lem màu này, bóng ma, răng cưa này, ngược ánh sáng, ngược ảnh này, giãn ảnh này, hai hình này, trắng đen này, vân vân. Đó. Và còn ép zoom trên tê con, cách nạp ép zoom, cách cáp từ bo tín hiệu lên tia con, phân biệt cáp thuận nghịch. Đấy. Valen Samsung thay qua Valen LG, Valen LG thay cho Valen Suri. Đấy. Thay cho thay qua lại cho nhau có được không, hướng dẫn quy tắc. Đấy. Phân biệt lẹp PCB LG Samsung Suri và các thương hiệu khác. Đấy thì cái phần cơ bản này có một tuần thôi nhưng mà trang bị cho các bạn vô cùng nhiều kiến thức các bạn nhé. Vô cùng nhiều kiến thức, và đây là những kiến thức cực kỳ cần thiết để cho các bạn có thể ra trường, để các bạn có thể vững vàng đi xin việc, cũng như là các bạn sau này các bạn mở hàng cũng gặp bạn. Thế cái phần thứ hai là cái phần lai cấy của Palen nâng cao, thì cái này là dành cho các bạn đã mở cửa hàng rồi hoặc là các bạn đã từng đi làm rồi mà các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm về Palen màn hình, thì tôi dành thời gian cho các bạn vào đây các bạn đọc các bạn nhé. Các bạn sẽ vào theo cái địa chỉ này, các bạn từ cái trang học nghề trực tuyến.edu.vn, các bạn sẽ kích vào cái mục tuyển sinh và sau đó các bạn tìm đến cái phần khóa học lai cấy Parallel màn hình cơ bản và nâng cao, các bạn kích vào nội dung đào tạo thì nó sẽ ra cái nội dung này. Cái nội dung này là chúng tôi sẽ dạy cho các bạn theo đúng cái nội dung như thế này các bạn nhé. Đó, thế còn các bạn học ở nơi khác mà người ta không đưa ra được cái list như thế này thì chứng tỏ là người ta sẽ chưa biết người ta có dạy cho bạn cái gì hay không, hay người ta chỉ quảng cáo thôi các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nó có sẵn cái list đây rồi, chúng ta cứ học từng bước một theo cái list này các bạn nhé. Rồi, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và theo dõi cái lời giới thiệu của tôi nhé. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn đam mê nghề điện tử sẽ thành nghề và giỏi nghề trong tương lai các bạn nhé.